Xin chào các em học sinh đã đến với khóa học ôn tập kiến thức lớp 6. Ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu tới các em hai khái niệm rất quan trọng, đó là bội và ước. Phần 1, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ước và bội. Cô có định nghĩa như sau: nếu có số tự nhiên A chia hết cho số tự nhiên B thì ta nói A là bội của B và B là ước của A. Như vậy, số chia hết là bội, số bị chia hết sẽ là ước. Ví dụ như 6 chia hết cho 2, bởi vì là 6 chia 2 bằng 3, nên 6 là bội của 2 và 2 là ước của 6. Chúng ta sẽ có ký hiệu các bội của A là B mở ngoặc A và tập hợp các ước của A là Ư mở ngoặc A. Nó sẽ là chữ cái đầu của từ bội và từ ước. Tóm tắt thì chúng ta sẽ thấy nếu như A chia hết cho B thì A thuộc bội của B và B thì thuộc ước của A. Chúng ta sẽ cùng làm bài đầu tiên. Tìm tất cả các số tự nhiên x sao cho x là bội của 15 và 40 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 70. Với bài toán này, đầu tiên chúng ta sẽ tính 15 x 0 bằng 0, 15 x 1 bằng 15, x 2 bằng 30, x 3 bằng 45, vân vân. Như vậy, chúng ta sẽ có thể liệt kê được tập hợp bội của 15 là 0, 15, 30, 45, 60, vân vân. Kết hợp thêm điều kiện 40 nhỏ hơn hoặc bằng x, nhỏ hơn hoặc bằng 70. Như vậy, các giá trị của x thỏa mãn sẽ là 45 và 60. Như vậy, chúng ta có thể tìm bội của một số tự nhiên khác không bằng cách nhân lần lượt số đó với 0, 1, 2, 3, 4, vân vân. Tổng quát, bội của số tự nhiên n sẽ có dạng là k nhân n với k là một số tự nhiên. Phần B, tìm số tự nhiên thuộc ước của 30 và lớn hơn 12. Chúng ta sẽ có 30 chia 1 thì bằng 30, 30 chia 2 bằng 15, 30 chia 3 bằng 10, vân vân. Như vậy, ước của 30 sẽ là tập hợp các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 và 30. Có thêm điều kiện x phải lớn hơn 12, như vậy ta tìm được hai giá trị của x là 15 và 30. Ta cũng có cách tìm các ước của một số. Ta tìm ước của số A lớn hơn 1 bằng cách lần lượt chia A cho các số tự nhiên từ 1 đến A để xem A chia hết cho những số nào. Khi đó các số ấy chính là ước của A. Bài tập như sau, tìm các số tự nhiên x sao cho x thuộc bội của 12 và 20 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 50. Chúng ta đã quen với bài tập này, ta sẽ cứ thế làm. Bội của 12 sẽ là tập hợp các số 0, 12, 24, vân vân. Tìm các số lớn hơn hoặc bằng 20, nhỏ hơn hoặc bằng 50 thì ta sẽ được các giá trị của x là 24, 36 và 48. Câu B, tìm x chia hết cho 15 và 0 nhỏ hơn x nhỏ hơn hoặc bằng 40. Chúng ta khẳng định là x sẽ phải thuộc bội của 15, bao gồm 0, 15, 30, 45, vân vân. Điều kiện 0 nhỏ hơn x nhỏ hơn hoặc bằng 40, như vậy ta tìm được x bằng 15 hoặc x bằng 30. Câu C, x thuộc ước của 12 và x lớn hơn 8. Ta liệt kê các ước của 12 bao gồm 1, 2, 3, 4, 6 và 12. Điều kiện là x phải lớn hơn 8, như vậy x phải bằng 12. Ta tìm được duy nhất giá trị của x. Câu D, 16 chia hết cho x. Như vậy là ta phải liệt kê ước của 16 bao gồm 1, 2, 4, 8 và 16. X cũng sẽ chính là các giá trị trên, bởi vì ở đây x không có điều kiện gì cả. Ta sẽ làm tiếp với bài 3. Tìm các số tự nhiên x sao cho x trừ 1 là ước của 8. Chúng ta sẽ làm bài toán này như sau. Ta có x trừ 1 thuộc ước của 8. Sau đó liệt kê các ước của 8 bao gồm 1, 2, 4 và 8. Như vậy ta sẽ dùng bảng x trừ 1 có các giá trị là 1, 2, 4, 8 thì tương ứng x sẽ có giá trị là 2, là 3, là 5 và là 9. Từ đó thì ta tìm được 4 giá trị của x là 2, 3, 5, 9. Đó là các số thỏa mãn sao cho x trừ 1 là ước của 8.
Đây là một dạng toán mà thường gặp sau này nên các em hãy nhớ cách trình bày của nó. Sau đó thì chúng ta sẽ làm bài 4 như sau. Tìm xy là các số tự nhiên sao cho x cộng 1 nhân với y trừ 3 bằng 10. Đây chính là cơ sở mở đầu của phương trình nghiệm nguyên mà sau này các em sẽ được nghiên cứu. Các em hãy chú ý hai số này là hai số tự nhiên. Chính vì thế nên x cộng 1 cũng là số tự nhiên. Y trừ 3 với điều kiện y phải lớn hơn hoặc bằng 3 cũng là một số tự nhiên. Từ điều kiện này thì x cộng 1 phải là ước của 10. Ta liệt kê ước của 10 bao gồm 1, 2, 5 và 10. Nên tương ứng ta cũng sẽ có y trừ 3 bằng 10, 5, 2 và 1. Sau đó lập bảng. Ta tìm được giá trị tương ứng của x là 0, 1, 4, 9 và giá trị tương ứng của y là 13, 8, 5 và 4. Như vậy, các cặp xy thỏa mãn là 0, 13, 1, 8, 4, 5 và 9, 4. Đó là các cặp số tự nhiên xy thỏa mãn điều kiện của đề bài. Bài 5, hãy viết tất cả các ước của A, B và C. Họ cho A bằng 3 x 11. Như vậy, ước của A sẽ là 1, 3, 11 và 33. B bằng 2 mũ 5. Như vậy, ước của 2 mũ 5 sẽ chính bằng 1, 2 mũ 1, 2 mũ 2, 2 mũ 3, 2 mũ 4, 2 mũ 5. Hay nói chính bằng 1, 2, 4, 8, 16 và 32. C. 3 bình phương nhân 5. Như vậy, ước của nó sẽ là 1, 3, 3 bình, 5, 3 nhân 5, 3 bình nhân 5 và ta rút gọn ra những số như thế này. Như vậy là khi phân tích được một số ra thành các thừa số nguyên tố thì ta hoàn toàn có thể liệt kê được các ước của nó. Bài giảng ngày hôm nay cô đã trình bày cho các em khái niệm bội và ước cũng như cách tìm bội và ước của các số. Đồng thời cô cũng đã giới thiệu một số dạng toán cơ bản. Sau khi xem xong bài giảng, các em hãy làm các bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận phía dưới. Nếu như có thắc mắc hoặc những câu hỏi khó, các em có thể đăng ở mục thảo luận để cô và các bạn có thể cùng giúp đỡ. Bài giảng tới đây là kết thúc. Các em hãy nhấn nút theo dõi trên YouTube để có thể nhận được những thông tin sớm nhất liên quan tới bài giảng tiếp theo. Hẹn gặp lại các em!